Hello, xin chào các bạn. Đã quay trở lại với Silverback Tarot. Ok, mình là Linh. Channel của mình thì cũng hoạt động được một khoảng thời gian rồi. Chắc bây giờ tầm khoảng được 2-3 tuần gì đấy. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhá. Đã comment, ủng hộ rồi like, subscribe kênh channel của mình. À, mình thấy là có nhiều bạn gì nhỉ? Comment là kiểu giọng mình hơi bé ấy. Và thôi hơi bé nghe không được rõ một chút và cố gắng nói to hơn. Mình cũng cố gắng nói to rồi nhưng mà cái giọng mình nó không có sức bền ấy. Giọng nó không được vang với sức bền, nghĩa là nói to một lúc nhưng mà tí nữa lại hết 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 hơi, kiểu không nói được nữa lại 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 quay trở lại cái trạng thái bình thường là nói bé ấy. Đấy là mình cũng cố gắng hết sức rồi ấy, nhưng mà nó cũng chỉ đến thế thôi. Hôm nay và chủ đề hôm nay thì là về công việc nhá. Bạn thích hợp với nghề nghiệp như thế nào? Ok, công việc mà thích hợp với các bạn là như nào nhá. Bây giờ mình có 3 tụ. Mình sẽ chọn tụ bằng đá nhá. Đây là tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 3 này. Màu là xanh ngọc này, tụ 2 xanh dương này, tụ 3 trắng này, trong thạch anh. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 nào. Số 1 nhá. Nghề nghiệp mà thích hợp với các bạn, tụ số 1 là nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp thích hợp với các bạn, tụ số 1. Nghề nghiệp thích hợp với các bạn, tụ số 1 là nghề nghiệp như thế này. Các bạn có lá 10 cây. Các bạn có lá 8 xu. Bạn có lá kỵ sĩ kiếm. Kiếm sĩ kiếm và các bạn còn là 6 kiếm. Có vẻ như trong đây một số bạn mới kiểu mới bắt đầu đi làm hoặc là mới chuyển việc, phải mới nghỉ việc ở nơi cũ ấy. Ok, mình sẽ rút cho các bạn một lá. Mày hôm mang tiên chỉ xem nghề nghiệp nào phù hợp với các bạn, tụ số 1 nha. Số 1 nào. Nghe của bạn tụ số 1 đặc biệt ghê nhỉ. Answer to two. Mình sẽ bắt đầu trả lời các bạn tụ số 1 nha. Các bạn tụ số 1 là một người kiểu có vẻ mới bắt đầu đi tìm việc hoặc mới nghỉ việc ở nơi cũ. Nơi cũ hoặc các bạn bắt đầu mới làm cái gì đấy, khởi nghiệp chẳng hạn. Đấy, ok.
Theo cái lá bài tiên tri Leloma này, công việc thích hợp với các bạn tuổi số 1 đấy là công việc liên quan đến gì? Liên quan đến làm gì? Làm về 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 lo cúng là một này. Làm lo nghe nghe hơi sợ tí nhưng mà không hẳn là sợ. Nhưng ý là chẳng hạn là bạn, chẳng hạn là người cho thuê dạp để làm đám tang chẳng hạn đấy, hoặc là làm ở nhà tang lễ chẳng hạn đấy, các bạn làm những dịch vụ mà kiểu cho người đã khuất ấy thì rất hợp với các bạn luôn, công học thích thích hợp, việc thích hợp. Và các bạn có thể làm nhân viên điều tra nữa, nhân viên điều tra thì có nhiều, nhân viên điều tra thị trường, nhân viên điều tra, nói chung là điều tra bất cứ cái gì là rất hợp với các bạn, thị trường rồi bất cứ cái gì. Ok. Có thể là nếu mà các bạn có thể là nhân viên điều tra, các bạn thích thì các bạn có thể làm điều tra viên ở trong nhà nước, bộ máy nhà nước cái gì đấy, có thể là gì? Thám tử các thứ. Ôi mình thích làm thám tử lắm các bạn, ước mơ của mình đây, ước mơ bây giờ vẫn thích làm thám tử nhá. Bây giờ các bạn tuổi số 1 là đang không chắc chắn là sẽ định hướng nghề là như thế nào. Các bạn ấy là một người ấy, kiểu không, mình thấy là ăn ăn cái nói chuyện các thứ ấy, thì chẳng hạn là nếu làm tiếp thị là không hợp với các bạn này, các bạn làm tiếp thị là không hợp này, vì nói không có tài ăn nói mấy, có thể thấy nói hơi thẳng một tí, nói hơi nhanh một tí, cái gì nói đấy một tí nhá. Các bạn hoặc là các bạn cũng có thể đang muốn chuyển việc ấy. Rồi nếu mà các bạn đi làm rồi, còn có hai trường hợp đây, là một là muốn chuyển việc hoặc chuyển việc đang nghỉ việc cũ rồi muốn chuyển việc, hai ấy là chưa nghỉ nhưng mà muốn chuyển, hai là ấy đang bắt đầu làm, bắt đầu công việc mới bắt đầu ấy đi làm, và bạn cảm thấy khá là mệt mỏi. Có thể một số bạn là khá mệt mỏi trong môi trường hiện tại, nếu mà các bạn vẫn đang làm ấy, trong công việc hiện tại mà chưa có ý định chuyển hay gì, có ý định chuyển mệt. Các bạn hợp với những cái dịch vụ làm liên quan đến lo cho người đã khuất nhá. Ok, hoặc là nhân viên điều tra, nhân viên điều tra bất cứ cái gì, nhân viên điều tra thám tử cũng là điều tra, nhân viên điều tra thị trường cũng là nhân viên điều tra. Mình thấy các bạn ở đây, các bạn tuổi số 1 đấy là đang có năng lượng, nói chung là rất chi là rối bời, kiểu là chưa định hướng rõ ràng mình nên làm cái gì. Các bạn không cần lo nhá, vì mình thấy ở trong đây là các bạn một người rất chi là chăm chỉ, chăm chỉ. Nếu mà không chăm chỉ thì thì thôi. Rồi nhá, nghề hơi lạ một tí, cũng không lạ, cũng lạ, cũng không lạ mà cũng hơi lạ, hơi đặc biệt một tí thôi đấy, liên quan đến làm các làm đám giỗ thứ, chẳng hạn bạn cho thuê dạp chẳng hạn, thuê dạp cho người ta tổ chức đám các thứ ấy, thì cũng là liên quan đến kiểu dịch vụ người người đã khuất, hoặc là bạn có thể làm ở nhà tang lễ hoặc là kiểu các thứ vân vân và mây mây ấy. Với cả là nhân viên điều tra thám tử, các bạn nào muốn làm thám tử thì hãy làm nhé. Mình cực kỳ thì muốn làm thám tử ước mơ nhưng mà có phải ai làm thám tử được đâu nhỉ. Rồi ok, cảm ơn các bạn tuổi số 1 đã lắng nghe. Các bạn tuổi số 1 bớt lo lắng đi nhé, là cứ tìm hiểu mình đang muốn trở thành như nào đó nhé. Ok, cảm ơn các bạn tuổi số 1 đã lắng nghe chào bài của mình. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh channel của mình này. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ số 2. Ủa. Tụ số 2 nha. Các bạn tụ số 2 thích hợp với công việc như nào? Thích hợp với nghề nghiệp như nào? Nghề nghiệp công việc như thế nào?
thích hợp với công việc nào? Các bạn tụ số 2 thích hợp với công việc như thế nào? Bạn còn lại 7 ly. Chết. Đưa tay đá. Các bạn có lá 7 ly này. Các bạn có lá The Moon. Bạn có lá Hanged Man. Các bạn có lá 6 ly. Ok. Cứ một lá. Em mang cho các bạn tụ số 2. Các bạn tụ số 2 thích hợp với công việc như thế nào? Công việc thích hợp với các bạn tụ số 2 này. The key. Có lá the key. Ok. Công việc thích hợp với các bạn tụ số 2. Công việc thích hợp với các bạn tụ số 2. Hạn có lá follow your all good advice. Trust yourself, you know what's the best for you. Có vẻ như là các bạn tụ số 2 đang đứng giữa nhiều lựa chọn. Bạn đang phải quyết định một cái gì đấy. Bạn tụ số 2 đang phải quyết định một cái gì đấy ha, về công việc. Nghề nghiệp thừa phù hợp với các bạn tụ số 2 đấy chính là nhân viên văn phòng. Các bạn không phải cần thiết là các bạn phải đi làm thuê, nhưng các bạn thích hợp làm ở trong chẳng hạn công việc bàn giấy. Cả có một nghề này nữa, đấy chính là liên quan đến sửa khóa, thợ khóa. Ok các bạn nhá, đang đứng giữa rất nhiều lựa chọn các bạn tụ số 2. Và mình thấy như cảm thấy như là các bạn cũng kiểu đứng giữa rất nhiều lựa chọn, nhưng mà cũng không đang không vội lắm, mà các bạn đang không vội lắm. Các bạn đang kiểu quan sát tất cả các lựa chọn để xem là cái nào là thích hợp và cái nào là gì nhỉ? Là kiểu tốt nhất cho mình ấy. Là sáu cốc. Các bạn bây giờ đang có một khoảng thời gian để kiểu chữa lành cho bản thân trước khi mà quyết định theo một cái công việc gì. Ok, đấy là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà kiểu gắn bó với gia đình hơn là cứ đâm đầu vào công việc, các bạn hiểu không? Hoặc là gắn bó với bạn bè với mọi người xung quanh hơn là công việc, thì các bạn đang không vội lắm khi mà quyết định, đang kiểu quan sát rồi để biết, tại vì các bạn cũng khá chi là bất an ấy. À, là nếu mà chọn cái này có đúng hay không, chọn cái này có sai hay không, thế chẳng may chọn này thì sao, khá lo chứ nhỉ. Nhưng mà chỉ là chọn công việc thôi mà, công việc thì thay đổi bất kỳ thế nào được ấy, nên không phải lo. Các bạn này, đây có lá bài là hãy tin vào đúng ở chính vào chính mình, nghĩa là cái bản thân các bạn cứ hướng về công việc nào ấy, thì mình khuyên là các bạn cứ nghe theo bản thân mình, nghe theo trái tim nhá. Và các bạn là một người hợp vị làm công việc ở trong văn phòng, ý là kiểu phải có bàn, có bàn làm việc rồi giấy các thứ ấy. Ok, hoặc là các bạn nếu mà các bạn có một ý tưởng gì hơn về cái làm về sợ thợ sửa khóa hay làm khóa gì ấy, thì các bạn cũng có thể theo cái nghề đấy, rất thích hợp với các bạn. Bạn nhân viên văn phòng hoặc là thợ sửa khóa này. Ok, nếu bạn đang chọn gì thì cứ nghe theo trái tim, như đang các bạn đang hướng với cái gì và các bạn đang chọn này. Tại vì ở đây còn lá bài là đây, hãy nghe theo tin vào chính mình, vì bạn biết cái gì là tốt nhất cho chính bản thân bạn. Ok,
bạn trụ số 2 nghe rõ chưa? Tin vào chính mình nhá. Cảm ơn các bạn trụ số 2 lắng nghe nhá. Thế là mình sẽ đến với cái trụ số 3. Mình hay quên số tụ lắm. Mình dán á. Bánh rậm á. Cảm ơn các bạn đã xem lắng nghe. Các bạn nhớ subscribe, like và share subscribe channel của mình nhá. Bây giờ mình sẽ đến với tụ số 3, là cái tụ cuối cùng ngày hôm nay. Bánh quậy. Hello các bạn tụ số 3. Tụ số 3 nào. Công việc nghề nghiệp gì mà thích hợp nhất với các bạn tụ số 3 nào? Công việc nghề nghiệp gì là thích hợp nhất với các bạn tụ số 3? Công việc gì nghề nghiệp gì thích hợp nhất với các bạn tụ số 3? Có lá 8 ly. Bánh quậy, bánh mì cứ quay đi quay lại. 2 xu. Bánh rán 4 ly. À 4 kiếm, nhầm. Thế thành 4 ly. À 7. Bảy ly. Ok. Đánh giá nữa. Nghề nghiệp là con người lái thích hợp nhất với các bạn tụ số 3 này. Tụ số 3 Rider. Bạn tụ số 3. Công việc nghề nghiệp gì thích hợp nhất với các bạn tụ số 3? What? Số 3 nè. Shine bright like a candle. You will make it through this. Tụ số 3. Các bạn có vẻ như đang trong một môi trường mà công việc khá chi là cạnh tranh. Và các bạn đang kiểu mệt mỏi khá là stress và muốn kiểu đi giỏi đi ấy. Nhưng mà các bạn vẫn chưa giỏi đi, các bạn vẫn đang lựa chọn là lên giỏi đi hay không, hay lên ở lại. Hay có vẻ như cạnh tranh khiến các bạn mệt mỏi. Nếu mà các bạn đang đi làm, hoặc là nếu mà kiểu chưa đi làm hoặc là cái gì đấy, nhưng mà khiến các bạn nghĩ đến thôi lại cảm thấy mệt, kiểu dạng thế. Ok, nghề nghiệp thích hợp với các bạn là gì? Là cái nghề nghiệp mà phải di chuyển nhiều. Nghĩa là các bạn không hợp với công việc làm trong văn phòng. Các bạn thích hợp di chuyển rồi kiểu phải di chuyển rồi kiểu lăng đông ấy, như là shipper chẳng hạn. Người đưa tư gây shipper. Shipper cũng được mà. Vận động viên nữa. Làm động vận động viên cũng được. Vận động viên này. Shipper, vận động viên thấy chưa? Có bạn nào trong chỗ này làm vận động viên không? Và lời khuyên của lá bà này đấy chính là
shine like bright like a candle, you will make it through this. Có nghĩa là bạn cứ cứ cố gắng hết mình đi, bạn sẽ vượt qua được. Ok, tỏa sáng như là một cái nến, nói sao là như nến như mặt trời nhỉ, bạn sẽ kiểu vượt qua được cái điều này. Bất cứ điều gì mà các bạn thuộc số 3 đang phải đối mặt, đang phải phải cạnh tranh hoặc đối mặt với cái thử thách gì trong công việc thì các bạn sẽ vượt qua thôi. Các bạn cứ nói chung là chiến đi, chiến nhá. Đang muốn đi vì khá cạnh tranh và khiến các bạn khá stress, nhưng mà hãy cứ chiến đi rồi các bạn sẽ vượt qua được thôi. Các bạn học những nghề mà chạy đi chạy lại thì chứng tỏ là các bạn cũng khá gì là kiểu gì, khá gì là có sức khỏe, vận động viên các thứ khỏe, giống như mấy đứa cháu của mình nó kiểu nhà nó khỏe luôn. Kiểu mình còn cứ hay trêu là kiểu lớn lên cho đi làm đồ vật. Đi đồ vật thì đúng là không phải vật lại luôn đi. Ok nha các bạn, tụi số 3 nha. Làm gì di chuyển nhiều, phải di chuyển từ lần này sang lần kia, bất cứ công việc gì cũng được. Nhưng mà shipper này, vận động viên này, hay bất cứ cái gì nó phải kiểu hoạt động cơ thể nhiều ấy. Nói chung là kiểu chẳng hạn là kể cả bạn làm trong công ty hay bạn làm trong văn phòng cũng được, nhưng bạn suốt ngày phải đi ra ngoài. Đấy, đấy. Chứ không phải là công việc của bạn nó sẽ không ngồi mãi chỗ mà kiểu đánh máy gì, chỉ đánh máy cả ngày thôi, không phải. Việc thứ hai với bạn là bạn phải di chuyển, bạn phải vận động nhá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn sự sự ba lắng nghe. Các bạn nhớ like, share, subscribe kênh channel của mình nha. Bye bye các bạn nè.